suốt ngày chuyện trò cùng em. Ngày đầu mình làm quen, anh hay nói em sao hiền ghê. Vậy mà ngày vừa qua, anh theo suốt ngày chẳng thèm một câu. Thà mình đừng hẹn nhau, để em ngóng trông anh từng giây.
Quý vị thân mến, như quý vị cũng đã biết thì khi chúng ta nói đến tình yêu là chúng ta nói đến những điều ngọt ngào, tuyệt vời, lãng mạn và hạnh phúc nhất. Bởi vì đã từ rất lâu thì tình yêu được xem như là một món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho tất cả chúng ta. Nó gắn kết giữa hai trái tim, hòa quyện giữa hai tâm hồn là một. Và ngày hôm nay, tất cả quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay là những nhân chứng cho một món quà tình yêu của tạo hóa, đó chính là cô dâu Phương Anh cùng với chú rể Hoài Tâm. Và cả hai đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày, vượt qua những thử thách, những thăng trầm của cuộc sống để cho ngày hôm nay vững tin cầm tay nhau bước lên một nấc thang mới nữa của tình yêu, đó chính là hôn nhân và gia đình. Và được sự tác hợp từ phía hai bên gia đình đã chọn ngày hôm nay để tổ chức đại lễ phu quy và mời tất cả quý vị chúng ta cùng về đây tham dự và chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và giờ đây sẽ không để tất cả quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, sẽ được mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về phía cổng hoa của tiệc cưới ngày hôm nay, vang lên một tràng vỗ tay thật lớn và thật dài để cùng chờ đón lên sân khấu cô dâu Phương Anh cùng với chú rể Hoài Tâm. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho cô dâu và chú rể cho quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, trong buổi tiệc ngày hôm nay sẽ thật sự thiêng liêng và ý nghĩa khi có được sự dìu dắt và chứng kiến của những đấng sinh thành. Và giờ đây về phía gia đình đại diện chủ hôn họ nhà gái, chúng tôi sẽ được trân trọng và giới thiệu ông bà Nguyễn Ngọc Thọ, Vũ Thị Hoàng Liên là song thân của cô dâu Phương Anh. Và sự hiện diện cùng với dì Tư sẽ được trân trọng kính mời Vũ Thị Hoàng Hương.
kính thưa quý vị thân mến, và giờ đây trên sân khấu chúng tôi là sự hiện diện của một đại gia đình thật hạnh phúc. Và giờ đây cho phép Quang Viên, họ nhà gái cùng với cô dâu và chú rể sẽ được cúi chào đầu tất cả quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. À dạ, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì Trần Long được sự cho phép từ phía gia đình họ nhà gái thì cũng xin được thay mặt cho cả gia đình họ nhà gái xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả quý vị cũng như là họ hàng hai bên và tất cả những vị quan khách đã dành thời gian vàng ngọc của mình cùng về đây tham dự và chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và sự hiện diện thật đông đủ của tất cả quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay là một niềm vinh hạnh và vinh dự cho gia đình của cô dâu Phương Anh. Và trong suốt quá trình buổi tiệc diễn ra sẽ không thiếu đi những sự thiếu sót, và cũng mong tất cả quý vị chúng ta hãy cùng niệm tình mà bỏ qua cho, và kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một buổi tiệc thật vui vẻ, thật ngon miệng và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị thân mến, và giờ đây liên tục chương trình thì sẽ được mời cô dâu và chú rể hãy cùng mà nhau tiến bước về phía tháp trụ của mình, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghi thức đầu tiên. Bắt đầu nghi thức đầu tiên, chúng ta sẽ cùng mở khai và rót rượu cho anh. Xin trân trọng kính mời ạ. Thưa quý vị thân mến, rượu là một biểu tượng cho sự nồng cháy ái ân, và những giọt rượu đang chảy được ví như là nước và mật ngọt, tưới cho tình yêu thêm tươi thắm, tô điểm cho hương vị của cuộc sống mai sau. Giờ đây cô dâu và chú rể sẽ đến với chén rượu thứ hai ạ. Xin được kính mời. Rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Và nếu em là chén rượu cay, thì anh đây xin uống cạn để say men tình. Một trở về giữa trung tâm sân khấu ạ. Và giờ đây xin được mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau dâng lên trên những đấng sinh thành những giọt rượu hiếu kính nhân ngày vui của cuộc đời mình. Và giờ đây xin được mời cô dâu và chú rể hãy cùng dâng rượu cho mẹ. Tiếp theo xin được mời cô dâu và chú rể cùng dân rượu cho dì của mình ạ.
Kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay nhân ngày vui của cô dâu Phương Anh cùng với chú rể Hoài Tâm thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng rót thật đầy ly bia của mình và sẽ cùng vô thật cao và thật to để chúc mừng ngày hạnh phúc của đôi ương. Xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly ạ. 1, 2, 3, xin mời. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và giờ đây cũng xin được mời cô dâu và chú rể hãy cùng chéo tay nhau và xin cùng cạn ly giao bôi trong buổi tiệc ngày hôm nay để đánh dấu ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình ạ. Xin chân trọng kính mời anh chị ạ. Và cũng xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể một tràng vỗ tay thật lớn có được không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và cũng xin được cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều ạ. Dạ, xin được cảm ơn. Những chiếc bánh cưới tại phòng nhà của mình và bắt đầu nghi thức cắt bánh cưới. Xin được trân trọng kính mời anh chị ạ. Quý vị thân mến, hình ảnh của chiếc bánh cưới thể hiện cho một tình yêu thật ấm no, thật hạnh phúc và thật ý nghĩa hơn. Và xin được cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều đã vừa hoàn thành xong nghi thức cắt bánh cưới thật ngọt ngào và xin được mời anh chị cùng trở về giữa trung tâm sân khấu ạ. Và kính thưa cô dâu và chú rể thân mến, thì giờ đây Trần Long cũng xin được thay mặt cho tất cả những vị khách đến tham dự tiệc cưới ngày hôm nay cũng như là thay mặt cho ban nhạc Hoàng Gia xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể kể từ ngày hôm nay thật mãi mãi thật hạnh phúc và luôn luôn dành những điều ngọt ngào nhất dành cho nhau và xin được cảm ơn anh chị rất nhiều. Và giờ đây hãy cùng về với vòng tay yêu thương của những vị khách quý của mình xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. That's what I thought, but I
Vừa cây lá bay đôi tay cây ruộng mang di tư về như hay nhau chèo nhau tay không à từng lá xanh xanh đôi môi.